Đây đây đây, chạy vô đây. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe mới về. Đó. Nhiều. Rồi xe đi làm, xe tay côn, tay ga có đủ á. Thì địa chỉ vẫn là 510 Nguyễn Tri Phương. Là 5 triệu 3 rồi. Phường An Bình, Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng mình quay nhanh lên địa bàn ha. Mai chủ nhật rồi. Thì các bạn mua thì tới ủng hộ ra. Rồi. Trong anh giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phi show rồi. Xin chào anh chị em nha. Đó, hôm nay thì em review cho anh em mình một số xe mới về luôn cho anh em mình tham khảo nha. Hiện tại có mặt trong cửa hàng luôn. Và cũng như mọi hôm là thủ tục đơn giản, ví dụ anh chị em mình muốn mua con xe nào cọc cho cửa hàng tầm 2 triệu đồng thôi. Đó, bên em sẽ tặng kèm theo đó là nhớt và mũ bảo hiểm cho anh em mình luôn. Và phí hồ sơ là mình chưa có bao gồm phí hồ sơ và phí vận chuyển nha, gắn 2 bóng điện lên luôn. Mình tại mình không có gộp vô cho anh em mình nó mất thời gian. Đó, anh em nào tới nơi thì mình mua. Đặc biệt clip hôm nay thì anh em mình sẽ fit cho anh em mình 200 ngàn tiền xăng khi anh em mình đến tại trực. Hôm nay thì tặng thêm 2 tiền xăng nếu anh em nào mua cuối tuần. Đó. Rồi. Bên em có thu mua trao đổi luôn nha anh em. Ví dụ như anh em mình cao hơn thì em bù vào, mà anh em mình mua cái xe mình thấp hơn thì bù vào cho em nha. Đó. Đầu tiên hôm nay thì một con này thì em bán cho anh em với giá là 12 triệu 700 nghìn đồng 2019. Đó, đờ lên là lượm luôn. Rồi, quay Black bên này. Và quay Black này là 2021 này anh em, 12 triệu 800 nghìn đồng luôn. Đó, rồi. Bánh căm thân đĩa luôn. Quay màu xanh. Quay Alpha này là 13 triệu 900 nghìn đồng thôi. Đời 2020, 2 chìa 2 kiến đều đầy đủ nha. Em sẽ gắn kiến luôn cho anh em mình luôn. Nhớt nhau thì thay luôn cho anh em mình luôn. Bên đây là một em quay quay Black 12 triệu 900 luôn anh em. Biển số là 95 nè. 98379. Bên đây là một con AB. AB này đời 2014 nè. 18 triệu đồng luôn, khối lớn tí tìm xe cho anh em mình luôn nè. Rồi, Surus. Em Surus này là 9 triệu 800 nghìn đồng. Biển số 67 An Giang 21674 nè. Máy móc là bảo anh cho anh em mình từ 6 tháng đến 1 năm nha anh em. Đó. 12 triệu 400 nghìn đồng nè. 2019, biển số thành phố 25729. Đó. Con xe điện tử luôn. Em này là quay RD biển 76 Quảng Ngãi 2021, 15 triệu đồng nha anh em. Okay. Con này có 7.000 cây thôi. Rồi. Bên này là một em Sirius biển 66 Đồng Tháp nè. Con này thì bán cho anh em với giá là 11 triệu 300 nghìn đồng. Rồi, Sirius. Và em bên đây là một em Sirius biển 84 Vĩnh Long. Trà Vinh chưa? Lộn. 44731 2021 nè. 15 triệu 200 nha anh em. Con này là có 4.000 cây à. Đó. Giờ kêu nó tập trung bỏ đó đi lên lấy 2-3 con xe trên kho chạy về đi. Bên đây là một con Sirius nè. Biển 61 Bình Dương. 9 triệu rưỡi. Con này là Winner X nha anh em. Đời 2021 Sobs nè. Biển số 93 Bình Phước. 72874 21 triệu đồng. Siêu rút tiếp. Đời này là 2021 biển 48 Đắk Nông 65557 nè. Con này là phun xăng điện tử luôn, 9.000 cây. 14 triệu đồng cho anh em mình luôn. Rồi, quen pha. 13 triệu đồng nè, biển 94 Bạc Liêu nè, 87556 nè, bánh mâm nha anh em. Máy móc thì nhìn em bảo hành 1 năm hết nha. S này là 17 triệu nè, 2017 nè, cái này có rớt đâu rồi. Con nào rớt thì em ta rớt nha anh chị em, cho giữ mua vài giờ bán nha. Đó, biển số 36, máy móc vẫn bảo hành cho anh em 1 năm. Jupiter biển số 7 An Giang nè, đăng ký 2019 nè, 70630. Bán cho anh em với giá là 16 triệu đồng. Evolution bên đây là biển số là 95 Hậu Giang 53343. Bán cho anh em với giá là 20 triệu 300 nghìn đồng luôn anh em. Ok. Rồi, bên này Figo nè. Lâu lắm mới thôi có Figo. Figo này là đời 2022, biển số 34 nha anh em. Cái này anh em đừng quan trọng biển số nha, muốn rút hồ sơ thì rút nha. Không sao Figo hết. Figo S mà. Go S, ABS luôn nha anh em. Go 2022. 1.000 cây. Giá nhiêu anh? Bán cho anh em với giá là 26 triệu 500. 26 triệu 500. Đó, mới thì 37 triệu ra giấy. Nó mắc hơn cầu thường nha, cầu thường rỉ lắm. Đó, ABS chạy an toàn. Jupiter nữa nè. Jupiter biển 83 Sóc Trăng nha anh em, phun xăng điện tử nè. 2014.
07977. Em bán cho anh em mình với giá con này là 11.500.000 đồng luôn. Bên kia quay luôn nè. Thôi bữa nay có gì con này nữa. Jupiter này là 2022 nha anh em. Đó, 2022. Này thuộc hàng 65 nè. Quá cọp luôn. Em bán cho anh em mình với giá con này là 24 triệu đồng nha anh em. Hàng này đó, giờ cái này giờ 36 triệu là chưa giấy tờ nha anh em. Hàng này giờ còn rất là ít. Sirius. Sirius bên này là 16 triệu 900.000 đồng nha anh em. 2022 biển 61 Bình Dương. Mẫu mới nhất của Sirius luôn nha anh em. Rồi. Con này Sirius FV. Biển 95 Hậu Giang. 17.300.000 đồng, 2021 vô đồ chơi khá nhiều. Quay đời đích. 17.900 đời 2021, biển 70 Tây Ninh nha anh em. Đó, Sonic thì 2019 biển 70 Tây Ninh luôn. Em bán cho anh em mình với giá là 31 triệu đồng. Rồi đưa up out sẽ chiêu. Con này là biển số là 38 nè, 65108. Đời 2020 vô đồ chơi cũng khá là nhiều máy móc với anh em. 29.500. Rồi. Jupiter. Jupiter này thì em bán cho anh em với giá là 18.900.000 đồng. Đời 2020 biển 98 Bạc Liêu. Con này có quen pha xanh ngọc nè mọi người. Con này là biển 86 Bình Thuận nha anh em. 68931 đời 2022, 1.000 cây, 15.300.000 đồng. RDS này là biển 69 Cà Mau nè, 25440 nè. Em bán cho anh em mình với giá là 19.500, đời 2022, 3.000 cây. Quen pha, quen black. Con này là mâm thiên đĩa, biển 60 Đồng Nai, 2021, 81439, 15.300, 4.000 cây, không khác gì xe mới. Con này là một con future, biển 66 Đồng Tháp, cuối 2019 nè, 22.500.000 đồng nha anh em. Bên đây là một con Sirius, biển 63 Tiền Giang, 2020, 400 cây, 15 triệu đồng nha anh em. Đó, mua về là sử dụng luôn. Bên đây là một con... biển số 38 nè, 28254 nè, bọc keo nguyên con, 2020, 2009 cây, 15 triệu đồng. Jupiter 18.500 nè, biển 60 Đồng Nai nha anh em, 56054 nè. Đó. Con này là Rider báo xe chia 2021, biển 61 Bình Dương, 60507, 29.500.000 đồng. Rồi, qua bên này, add luôn đi. AB. AB này biển 70 Tây Ninh, 33171 anh em ơi. Con này bán với giá là 20.900.000 đồng. Rồi, tiếp tục là Sirius. Sirius FE biển 94 Bạc Liêu. Con này là đời 2022 có 1.000 cây à. 17 triệu đồng nha anh em. Đó, rẻ không, mới tầm 11 triệu đồng rồi. Đó. Ba con ẹt này xuống áo là mình bán với giá là 31 triệu đồng nha anh em. Một càng mấy dinh em hết nha. Biểu 93 Bình Phước và 75 Huế. Tiếp đến bên đây là con Edmarkin. Biểu số 68 Kiên Giang, số cặp luôn, 46460 nè. Con này em bán cho anh em với giá là 23 triệu đồng. Và em bên đây là biển 69 Cà Mau. Con này thì 60304 2020, 25.500. Và em bên đây là 23.900 nè, biển 37 nè, 7475475, đó số cặp. Và em bên này là 51242 đời 2021, 26 triệu đồng. Cho đèn led, hai chìa, hai kiếm này đủ hết nha anh em. Ok, con này. Con này thì 18.500.000 đồng nè anh em. Biển 76 Hoàng Hải nè, đời 2016 nè. Xe nghiêng dinh nè, như mới luôn. Con này ẹt nè, đời 2005 nè. Xe này có dọn full máy nha anh em. Đó, biển 69 Cà Mau, 56512, 38 triệu đồng. Em này thì một càng biển 15. Con này thì bán cho anh em với giá là 19 triệu đồng nè. Máy móc zin đời 2011. Cặp này thì bán cho anh em với giá 18.900, ẹt xuống áo hai càng nha anh em. Đó. Bên này là Sugar 2020, 17.000 cây, biển 70 Tây Ninh, bán cho anh em với giá là 19.500, đời 2020 luôn. Đó, 19.500. Đó, bên này là Rider báo xe chia 29 triệu đồng, biển 38 nè. Quá mới luôn nha anh em, máy móc bảo hành 1 năm hết. Con này thì bán cho anh em với giá là 15.900. Đó, biển 93 Bình Phước. Và em quay Enfa đời 2021, bọc keo nguyên con, biển 17, bánh mâm. Bán cho anh em mình với giá là 15 triệu đồng luôn. 15 triệu.
Tiếp đến bên này là một con lít. Con đó là 2022. Bán cho anh em mình với giá là 34.900.000 đồng. 34.900.000 cây. Grander mẫu mới này, 26.900, đời 2019, khối chìa, biển số 61 Bình Dương. Bên này là một em Vision là 2014. Đó, mình bán cho em với giá là 12.500 thôi. 12.500. Máy móc pin đơn bảo hành 1 năm, AB thì 21.500, biển 60 Đồng Nai. Và bên trong là 60 F3 của Đồng Nai luôn. Khối bếp ga 2019 bán với giá là 26.900.000 đồng. AB này đen nhám này, biển 60 nè, mình bán cho anh em mình với giá là 20.900 nè. Đó. Phiên bản 3D nè. Nguyên bản của nhà sản xuất nè. Biển sơn 9 Cà Mau 20.500. Và bên này thì 47 Đắk Lắk 2015 đen nhám 20.900.000 đồng. Đó, cho anh em mình luôn. Còn Vision hôm nay làm bán với giá là 24.000 đồng một xe nha anh em. Vision thì xả đồng giá luôn 24 đó. Triệu 2019 một xe. Đó, có bếp ga nha anh em, biển là 737 nè, 83 nè, 94 nè, 61 nè. Đó, 65. Okay. Đó, đồng giá cho anh em mình luôn nha. Rồi. Ở đây mình thấy có một con đờ viết rất đẹp luôn. Đó, xe này thì như xe mới nha anh em. Con này là sơn phiên bản 3D luôn, cái này thì hãng sơn luôn nè. Odo thì có 8.900 cây. Điện số 81 Gia Lai. Đó, ốc bên sau chưa mở luôn nha anh em. Quá mới luôn. Con này em bán cho anh em mình với giá là 21.500.000 đồng thôi. À, 2018 quá okay. Mới luôn. Qua con 155 bên này. Con này thì 29.500 nha anh em. Con này thì chạy có 600 cây thôi. Đó. Chưa gắn ba ghe luôn, anh này là anh cầm tới giờ là anh bán luôn nè. Đó, có lên cặp phuộc Racking Boy còn khá là đẹp luôn. 29.500, 600 cây, 155 đời 2018. Quay lên nè. Tiếp đến bên này là một con Winner X V3 CBS, biển số là 66 Đồng Tháp mà chỉ có 26.000 đồng thôi. Đó. Còn ABS này là vô đồ chơi, cầm, đèn và con trợ lực cũng khá là đẹp luôn. Biển số 36 nè, đời 2021, 24.500.000 đồng. CBS 2020, biển 66 Đồng Tháp, đời 2020, 22.000 đồng. Bên này là một con Winner ABS luôn, bọc keo nguyên con, biển 36, 24.000 đồng cho anh em mình luôn, ABS nè. Ok. Benelli 16.900.000 đồng. Biển số 47, đời 2020 nè, 7.000 cây, phun xăng điện tử luôn anh em, bao lời xăng nha. Bên đây là 47 Đắk Lắk luôn, đời 2016 FZ nhập nguyên con, 08064, 22.900.000 đồng. Bên đây là một con ẹt 155, khối bếp ga, biển số 76 nè, đen nhám nè, 34.000 đồng. Bên đây là khối chìa 2022 nè, 200 cây, bọc áo, bọc keo nguyên con, biển 36, 33.000 đồng. Bên đây là Suzuki nè, biển 61 Bình Dương nha anh em, 19.000 đồng nè, quá mới luôn, không có gì phải tả nha. Còn Vinay X nè, hồ sơ cầm tay 24.900, đời 2021. Con này là 23.900 luôn cho anh em nè, biển 70 Tây Ninh, ABS, đời 2020. Ba con Vinova 1 luôn nha anh em, đồng giá là 21.500 nè. Okay. Em đầu tiên là mâm vàng đồng, biển 38, vàng đen 93 Bình Phước, và bên trong cùng là 47 Đắk Lắk, đồng giá là 21.500 một xe. Vario. Vario tiếp tục giảm cho anh em mình là giờ bây hiện tại 39.500 một xe 2020 và vàng đen. Con mâm bạc nè, đó vàng bạc, mâm bạc đây, hồ sơ cầm tay 2021, 2000 cây, 41.000 đồng. Còn cặp xanh này là 2020, 2021 vẫn bán 39.500. Đó, 150 nha. 150 hết nha anh em. Còn em này là cũng vẫn là bán 40.000 đồng nè. Địa 95 Hậu Giang, có đi phục hơi. Em này là hồ sơ con này à, lộn, con này thì biển 60 Đồng Nai, 35.000 nè, 2022 luôn. Đó, 2000 cây. Rồi, ẹt 18.000 đồng cho biển 69 Cà Mau. Đó, 150, máy móc chinh nam bảo hành 1 năm, 36.000 đồng bao ký nha anh em. Đó, áo bào keo nguyên con, biển số thành phố, bao ký giấy luôn nè. Bên đây là biển 94 Bạc Liêu, 51796, 32.000 đồng cho một con Vario 125, 2020. AB 125 mẫu mới. AB màu mới nè anh em, 31.000 đồng cho anh em mình luôn. Đó, okay. Anh em nào tới cửa hàng trực tiếp, riêng con này giảm cho anh em mình 500, còn 30.500. Đó, toàn màu mới. Rồi, Bersit nè, 23.500 anh em. Đó, đời đầu luôn. Con này thì biển 93 Bình Phước, 04646, một chủ luôn nha, áo bọc keo nguyên con.
Tiếp đến là AB này là biển Đồng Tháp, bán cho anh em với giá 19 triệu đồng. Biển 20 là 21 triệu 500. 4 con đỏ trong cùng đều là khối bếp ga, chỉ có một con 2019 là mình bán với giá là 28 năm. Còn nhiêu là 3 con còn lại là mình bán với giá là 28 triệu đồng cho anh em mình luôn. 28 triệu đồng giá luôn. Đó. Rồi, con bên này. Tiếp đến bên này là biển 83 Sóc Trăng, 34 triệu đồng nè, khối bếp ga luôn anh em ơi. Đó. Mario tiếp 125. 35 triệu 300 nè. 2021 bọc keo nguyên con. Quá đẹp. SH 60 triệu bao hồ sơ cho anh em anh nha. 2021 2000 cây áo bọc keo nguyên con. Tiếp tục Grander. Con Grander này bán với giá 17 triệu 500, màu bạc nha anh em. Đó. Mio. Đó, 2022 biển số thành phố ngay chuột chi giấy, em bán cho anh em với giá là 22 triệu bao cái giấy nè, 3800 cây. Lô Janus. Janus biển số 6 là màu đỏ mận, màu đỏ nhám á, làm bán với giá là 20 triệu đồng. Cái em biển số 95 55454 là cuối 2018 là mình bán với giá 18 triệu đồng. Và em bên trong á, biển 81 Gia Lai 2020 20 triệu đồng, và em bên trong cùng là 2019 màu xanh nhám biển 76 Quang Ngãi 17 triệu 900 nghìn đồng cho anh em mình luôn. Rồi basic màu xanh, màu xanh nhám biển 47 đời 2016 khối bếp ga 32 triệu đồng. Còn đó, tiếp đến là một con màu biển xanh số 70 đó, con này là 32 triệu đồng. Còn nguyên một giạc đó, đổ ra là 4 em màu bạc luôn nha anh em. 3 em màu bạc, cho lộn, 3 em màu bạc. Ba con này đồng giá đó, đồng giá 27 triệu 500 một xe. Biển số 93 này 27 đó, triệu 500 này. Quả con này biển số 77 à? 77, hai con 77 cũng là 275. Đó, 275 à? Đúng rồi. Em này là 39 triệu đồng nha anh em, mắc khí nha. Đời 2018, có bếp ga mắc khí. Và em này là biển số 17 nè, màu trắng đẹp long lanh luôn. Em bán cho anh em mình với giá là, con này là bán cho em với giá là 27 triệu 500 luôn nè. Đó, màu trắng rất là mới nha anh em. Đó. Bên này là cặp này màu đen. Bên này là một con này là mình bán với giá là 27 triệu đồng nè, biển 36 Thanh Hóa nè. Con này thì bán cho anh em mình không biết hai con này là ký giấy. Hai con này nói chung là biển số là 59 nè. Ký giấy, bao ký giấy nè. 32 triệu đồng. Còn con này bao danh chấp là có giao hai bộ quyền cho anh em nha. 27 triệu 500. Đó, tại vì là nói chung là cái này là nó kia nó cầm đồ luôn nên em thanh lý luôn nó cho anh em mình luôn. Novik. Novik màu xanh. Biển số 4 là đời 2018, em bán cho anh em mình với giá là 24 triệu 500. Rồi. Đó. Tiếp đến bên này là con này là mới nhất, 2022 bọc keo nguyên con, bán cho anh em mình với giá là 44 triệu đồng nha anh em. 44, biển số 63. 63 thì 20 triệu đồng khối bếp ga. Đó, quá mới luôn. Số 70. 70 thì bán cho anh em mình với giá là 24 triệu 500, 155 đời 2018 phục hơi. Biển số 36. 36 là 125 khối bếp ga 20 triệu đồng. 38 này thì 155 24 triệu 500. 71 bánh tre màu đen nhám anh em, 4000 cây 23 triệu đồng. Và em bên trong cùng là màu bạc tím bạc nè, biển 83 Sóc Trăng 20 triệu đồng luôn cho anh em mình luôn. Nói chung là xe chặt quá mọi người, đâu đi được đâu mà quay cụ thể được. Đó, anh em nào muốn xem chi tiết hơn và kỹ hơn là mình sẽ gửi hình ảnh cho anh em mình hoặc là video cho anh em mình xem trực tiếp luôn nha anh em. Rồi. Tiếp đến bên đây là một con Berset 150 đời 2019 nè, biển 67 nè, An Giang nè, khơi 60693. 53 triệu đồng. Grander. 2022 2000 cây, biển 373 Quảng Bình, 36 triệu đồng luôn. Lick. 32 triệu đồng nè anh em, biển 93 Bình Phước nè, 28329 nè, đời 2020. Em này thì ẹt nè, 28 triệu 500 nè, 4000 cây, biển 36. 69 Cà Mau, con này thì 155 ABS bọc keo nguyên con đời 2019, 28 triệu 500. SH. SH 54 triệu bao ghi giấy, biển số thành phố ngay chủ ghi giấy luôn, 59 nè. Đó, rồi. Con này thì khối bếp ga cuối 2015 150 nha anh em. AB 125. 31 triệu đồng nè, 36 nè. Và con này thì 20 triệu 900 nghìn đồng, biển 68 Kiên Giang nha anh em. Rồi, Janus. Janus là biển 61 Bình Dương 2022 2000 cây, mình bán với giá là 22 triệu 500 nghìn đồng cho anh em mình luôn. Okay. Ra ngoài ra thì có Vision. Vision màu trắng đó, hôm nay em sẽ bán cho anh em với giá là 11 triệu 900, biển 60 Đồng Nai. Đấy, đời 2013, bán tuột luôn cho anh em mình luôn. 11 triệu
900 à? Đúng rồi. Tiếp đến bên đây là một con AB 150 đời 2022. Con này thì 2000 cây nè. Biển 83 Sóc Trăng nè, 11142 AB 150 nha anh em, hoàn đặc biệt. Bán cho anh em mình với giá con này là 36.500.000 đồng nữa. Rồi. Bên này là một em Novo nè, 13 triệu đồng cho anh em mình luôn. Đó, con này thì phun sen điện tử nè, đời 2016, áo mới lột keo nha anh em. Máy móc trên đêm bảo hành 1 năm luôn nè. Đó. Rồi, đó. Ok. Thì đó là toàn bộ cái lô xe này hiện có tại cửa hàng. Ngày mai chủ nhật thì anh em có gì mình liên hệ qua anh Phi để mà mua xe. Thì cần biết chi tiết hơn thì nhắn tin qua Zalo cho anh á. Địa chỉ vẫn là 510 Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dĩ An, thành phố Giang Bình Dương. Cảm ơn chị và bạn đã xem clip đó. Xin chào. Xin chào anh em nha.